ơn các bạn đã quay trở lại với channel của La Vis Deep. Xin được giới thiệu, mình là Nguyên Nguyên, rất hân hạnh được đồng hành của các bạn ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu về khách mời đặc biệt của chúng ta, chị An. Xin chào các bạn, mình là An, là chuyên viên của thương hiệu La Vis Deep. Các bạn ơi, ở trong video lần trước thì La Vis Deep đã mang đến 3 cách khác nhau để tạo hiệu ứng ombre bằng bột nhúng La Vis Deep. Thì sau khi video phát sóng, đã có rất nhiều những cái phản hồi, những cái yêu cầu mong muốn được xem trực tiếp trên bàn tay người thật. Thì ngày hôm nay, La Vis Deep sẽ áp dụng các cách đó trên chính bàn tay của Nguyên. Chà, ngày hôm nay có vẻ khá thú vị đây, bởi vì Nguyên ngoài là MC thì còn là người được trải nghiệm trực tiếp nữa. Và ngày hôm nay, chị An sẽ áp dụng cách thứ ba, đó chính là chúng ta sẽ nhúng bột trước, sau đó sẽ dùng cọ rắc bột vào một trong hai phần của móng, đúng không ạ? Đúng. Và trước khi bắt đầu chương trình, chị An đã mang đến cho mình một bàn tay rất là đẹp thế này rồi, các bạn nhìn thấy nè. Và một lát nữa, chị An sẽ design bàn tay còn lại y hệt như thế và cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể có được một cái bàn tay đẹp thế này. Hãy để ý xem cái cách phối màu ombre giữa màu hồng và màu tím rất ngọt ngào, đúng không nào? Bên cạnh đó là được bonus thêm một ít cái ombre của màu kim tuyến nữa, càng tăng thêm phần nổi bật, đúng không nào? Và để trước khi bắt đầu chương trình thì Nguyên Nguyên sẽ nhắc lại cho các bạn cũng như tóm gọn lại một chút xíu các thông tin của video lần trước cho các bạn hiểu nhé. Còn nếu bạn nào muốn xem đầy đủ hơn, các bạn có thể click vào link ở phía trên. Và trong phần mô tả phía dưới video clip này thì La Vis Deep cũng sẽ có đính kèm cái link dẫn đến cái video trước các bạn nhé. Các bạn thân mến, ngoài hiệu ứng ombre thì trong video lần trước, chị An cũng giới thiệu cách làm sao để mình phối màu ombre cho đẹp. Bởi vì để có được một cái bàn tay design ombre đẹp thế này thì việc rất quan trọng đó chính là cách phối màu. Chúng ta phải phối làm sao để lên ombre phải thật bắt mắt, thật đẹp và phải phù hợp với tay mỗi người nữa. Thì để có thể tiết kiệm thời gian và chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều trong việc lựa chọn màu phối thì La Vis Deep đã mang đến một bản gọi là ombre design cho khách hàng dễ dàng chọn lựa cũng như là tiện lợi hơn cho những người chủ cũng như người thợ nail. Đây, giới thiệu với các bạn bản màu ombre design của La Vis Deep. Nhìn vào màu các bạn thấy ở phía bên trái là những màu chủ đạo, những màu chính. Từ những màu chủ đạo này chúng ta phối hòa quyện với nhau để tạo lên những cái hiệu ứng ombre như thế này. Và giới thiệu với các bạn những tông màu lạnh, ví dụ như là màu xanh, màu nâu, màu hồng. Những tông màu nóng như là màu đỏ, màu cam. Và màu nhạt thì có thể phối giữa những cái màu nhạt như là màu xanh nhạt, màu cam nhạt, hồng nhạt. Và những màu đậm như là màu đỏ, cam đậm phối hợp với nhau rất là nhiều tông. Và sau này khách hàng đến, khách hàng chỉ cần nhìn vào bảng màu này và lựa chọn một cái màu mình ưng ý là việc còn lại là tất cả chúng ta chỉ có thiết kế mà thôi. Rất tiện lợi, đúng không nào? Vừa đỡ mất thời gian suy nghĩ chọn màu mà lại vừa tiện lợi tiết kiệm thời gian cho những người thiết kế, những người thợ nail nữa các bạn ạ. Và đến với ngày hôm nay thì chị An sử dụng màu kết hợp ombre, đó chính là màu hồng và màu tím. Nhìn trên bảng màu thì màu hồng của chúng ta là màu số 06, màu tím là màu số 10 và hai màu này hòa quyện lại sẽ tạo nên màu như thế này. Bạn chú ý nhé. Và các bạn so sánh bên tay của Nguyên y chang. Đó. Và một lát nữa thì Nguyên sẽ làm cả bàn tay còn lại cho các bạn sẽ thấy rõ hơn nha. Và chị An ơi, sau khi tìm hiểu được cái màu ombre này thì chắc chắn bây giờ tất cả các bạn đều đang muốn làm cách nào để được sở hữu cái bảng màu này. Thì bật mí một tí là các bạn, nếu các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào tại La Vis Deep sẽ đều nghiễm nhiên sở hữu ngay bảng màu này, có đúng không ạ? Và một điều nữa, nếu các bạn muốn sở hữu bảng màu này trong điện thoại của mình để có thể mở lên xem bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì hãy kéo xuống phía dưới trong phần mô tả thì La Vis Deep đã có đính kèm, các bạn chỉ cần ấn download mà thôi. Rất tuyệt vời phải không nào? Còn bây giờ chắc là mọi người đã đang nóng lòng để bước vào những cái bước chi tiết rồi. Thì chị An ơi, bây giờ chị có thể giới thiệu ngay những cái sản phẩm và những dụng cụ mình sẽ dùng vào ngày hôm nay nhé. Thì sản phẩm hôm nay chúng ta sử dụng để design đó là có những cái hũ bột cơ bản là bột bay và bột clear, cộng với những cái mũ màu như là màu 148, màu số 6 và màu số 10. Những chai liquid mà hôm nay chúng ta sử dụng đó là chai số 1, chai số 2, chai số 3 và chai số 4. Chai số 5 là chai rửa cọ thì hôm nay chúng ta không sử dụng tới. Thì những dụng cụ mà hôm nay chúng ta design có móng tiếp nail glue để chúng ta dán cái móng tiếp đó, cọ rắc và cọ phủi bột của LDS. Đồng thời thì chúng ta cũng sử dụng những cái dụng cụ để chúng ta mài dũa như là máy mài dũa để dũa xếp móng và buffer để dũa cho bề mặt móng nó mịn hơn. Bây giờ các bạn hãy cùng xem là sản phẩm bột màu La Vis Deep có gì đặc biệt nhé. Đây các bạn thấy, bột thì rất là mịn, dễ nhúng và đặc biệt thì màu sắc nổi bật nữa. Thì các bạn thân mến, hãng La Vis Deep đã có những cuộc khảo sát để tìm hiểu những cái nỗi băn khoăn, những cái vấn đề mà các khách hàng gặp phải khi sử dụng những cái hãng bột nhúng deep khác.
thì đã đúc kết những cái kinh nghiệm và từ đó mới cho đời cái dòng sản phẩm La Vie Deep và khắc phục được tất cả những vấn đề đã xảy ra với cả những người sử dụng sản phẩm nè, với cả những thợ nail và đặc biệt là với những người chủ thợ nail nữa. Và mọi người hãy xem hết cái video clip ngày hôm nay để xem là Quý có thiên vị mình nói sai không nhé. Còn bây giờ chị An ơi, chắc là chúng ta sẽ bắt đầu vào làm thế nào. Và cách thứ ba ngày hôm nay nhắc lại một tí xíu là chúng ta sẽ nhúng trước, sau đó sử dụng cọ rắc bột ở phần đầu móng. Và cách thứ ba này không hề phức tạp đâu các bạn, nó còn giúp chúng ta tiết kiệm thêm thời gian và áp dụng cùng lúc được nhiều móng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại khâu đầu tiên, đó là khâu chuẩn bị móng. Về phần chuẩn bị móng, bước đầu tiên sẽ là gắn tiếp. Thì ngày hôm nay chị An sẽ gắn tiếp lên 5 móng còn lại của Quyên. Và thông thường thì mọi người sẽ sử dụng nail glue để gắn, nhưng mà ngày hôm nay chị An sẽ sử dụng nước liquid số 2 để gắn luôn nhé. Về phần gắn móng thì kỹ thuật viên sẽ lựa chọn những kích thước móng phù hợp với từng móng của chúng ta. Các bạn thấy là chị An đang gắn móng cho ngón giữa. Các bạn thân mến, sau khi gắn móng tiếp thì chị An sẽ dùng kéo để cắt tạo cái kích thước theo như khách hàng mong muốn. Đối với Quyên thì Quyên thích kích thước trung bình thôi. Và cái bước gắn tiếp này là một trong những cái bước rất là quan trọng, bởi vì chúng ta phải giữ được móng chắc chắn thì chúng ta sẽ có cái đồ thời gian giữ lâu hơn, bền hơn. Và chị An sẽ bắt đầu tới bước thứ hai, đó chính là bước giũa xếp móng. Tùy vào sở thích khách hàng muốn giũa theo form nào thì kỹ thuật viên sẽ giũa theo form đó. Và có thể là kỹ thuật viên sẽ gợi ý cái form giũa sao cho phù hợp với bàn tay của mỗi người nữa. Sau khi chúng ta đã giũa xếp móng để tạo được cái khung móng rồi thì bước tiếp theo là chị An sẽ dùng máy giũa tốc độ chậm với đầu giũa giấy mình để giũa sơ qua móng, tạo độ sần nhẹ cho bề mặt móng các bạn nhé. Chị An sẽ dùng cọ để phủi đi cái lớp bụi còn vương lại trên móng của chúng ta. Các bạn lưu ý là chúng ta dùng nước liquid số 1, chúng ta quét lần lượt 5 móng, sau đó các bạn đừng quên là phải hơ quạt cho khô nữa nhé. Các bạn thân mến, chúng ta đã xong công đoạn chuẩn bị móng và công đoạn thứ hai ngày hôm nay sẽ là nhúng lớp bột nền. Chị An ơi, đây là cái lớp bột nền căn bản á, có phải là có thể sử dụng cho tất cả những cái loại màu khác mà có sử dụng móng tiếp đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ. Các bạn thân mến, đối với lớp tạo bột nền thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lớp. Và lớp thứ nhất, chị An sẽ quét một lớp liquid số 2 ngang qua giữa phần nối của móng tiếp và móng thật. Chị An có thể xoay móng qua trái qua phải để có thể đảm bảo cái lớp liquid này tản ra được hai bên góc khóe. Sau đó chị An sẽ tiếp tục bước tiếp theo là nghiêng góc một góc 45 độ rồi nhúng móng vào bột base powder. Sau đó chị An sẽ tháp nhẹ để làm rơi những cái bột dư thừa trên móng xuống. Đó là lớp đầu tiên và chị An sẽ tiếp tục lặp lại các bước này trên các móng còn lại của Quyên. Và vẫn cứ như thế, chị An sẽ dùng chai liquid số 2 để quét ngang qua phần giữa, phần giao thoa giữa móng tiếp và móng thật. Một lớp thật mỏng mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ nhúng vào một lớp bột base, thắp nhẹ cho những cái lượng bột dư thừa rơi xuống các bạn nha. Còn một móng nữa thôi là chúng ta đã xong cái lớp bột thứ nhất rồi các bạn nè. Và bước cuối cùng là chị An sẽ dùng cọ để phủ đi những lớp bột thừa là xong rồi các bạn ơi. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng xong cái phần bột nền rồi. Sau khi đã có một lớp đầu tiên rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đến với lớp thứ hai. Các bạn chúng ta lưu ý, đối với lớp thứ hai thì chị An sẽ sử dụng chai liquid số 2. Nhưng lần này chị An sẽ quét lên 1/2 móng từ trong ra ngoài. Và lưu ý các bạn có thể thấy là chị An đã thực hiện thao tác này, nhưng chị An sẽ không quét qua bên hai khóe móng mà chỉ quét ở khu vực trung tâm, từ phía đầu móng xuống, từ phía trên móng xuống phía đầu móng. Sau đó chị An sẽ nghiêng một góc 45 độ và nhúng vào bột base, thắp cho những cái lượng bột thừa rơi xuống. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện thao tác này cho 4 móng còn lại. Vẫn như thế, sẽ là quét liquid 2 vào 3/5 của móng từ trên xuống, xoay trái xoay phải để đảm bảo cái lượng liquid có thể đều trọn móng. Tiếp theo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhúng vào bột base và thắp móng cho đi những cái lớp bột thừa, bột chết.
chúng ta đã gần như chuẩn bị sẵn sàng xong móng thứ tư rồi. Và móng cuối cùng chị An cũng sẽ làm thao tác tương đương như thế. Đó là chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa nhé. Dùng chai liquid số 2 quét từ phần trên móng xuống phần đầu móng và chỉ quét 1/2 móng mà thôi. Cho vào bột base sau đó thấp nhẹ. Vậy là đã xong lớp thứ hai lớp nền rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cọ để phủi một là lượt sơ qua 5 móng để rũ đi những cái lớp bột thừa nha các bạn nhé. Các bạn thân mến, tùy vào kích thước móng thì chúng ta có quyết định là có quét thêm một lớp nền thứ tư nữa hay không. Nếu như kích thước móng dài thì chúng ta sẽ quét thêm một lớp thứ tư nữa để đảm bảo có độ chắc cho móng. Còn ngày hôm nay móng của Quyên kích thước trung bình, thế nên Quyên chỉ dừng lại bước 3 thôi. Và có một điều nữa là chắc các bạn cũng đang thắc mắc là tại vì sao chúng ta lại phải quét theo hiệu ứng tăng dần. Lớp thứ hai thì lại 1/2 mà lớp thứ ba lại là 3/5 đúng không nào? Bởi vì chúng ta cần phải làm như thế để đảm bảo được cái độ cong của móng và đảm bảo là không có bị dày ở hai phần phế móng các bạn nhé, và sẽ lên hiệu ứng đẹp hơn, tự nhiên hơn rất nhiều. Chúng ta tiến hành nhúng bột để tạo hiệu ứng ombre nào. Đầu tiên chúng ta sẽ quét một lớp liquid số 2 lên bề mặt móng cách phần cuticle một cọng tóc nha các bạn. Không quét nước hết cả bề mặt. Sau khi chúng ta quét thì chị An sẽ nghiêng một góc 45 độ và nhúng nguyên móng vào hũ bột màu hồng số 6. Lặp lại thao tác này cho 4 móng còn lại. Các bạn lưu ý là chúng ta quét một lớp liquid số 2 lên bề mặt móng và cách phần cuticle một cọng tóc nhé. Tiếp tục như thế là chúng ta sẽ nhúng vào lớp màu hồng số 6. Đây là màu số 6. Sau khi chúng ta nhúng ngón tay cuối cùng vào lớp màu hồng số 06 thì chúng ta sẽ dùng cọ để phủi qua một lần 5 móng để đảm bảo là đã quét đi những cái lớp bột thừa ở trên móng. Chúng ta đã xong lớp màu đầu tiên, đến với lớp màu thứ hai thì chúng ta cần phải chuẩn bị cọ ombre cho thao tác này. Để cho đầu cọ tơi ra và dễ rắc hơn thì chị An có một cái tip cho các bạn, đó là trước khi sử dụng thì phải nhúng cọ vào bột clear như thế này đây. Cọ ombre của LDS thì cái đầu cọ nó rất là mềm mịn và cây cọ cầm rất là chắc. Để tạo được lớp màu ombre đẹp thì cách cầm cọ và cách lấy bột rất quan trọng. Chị An chỉ nhúng 1/2 lông cọ vào bột màu và sẽ dùng ngón trỏ tháp nhẹ vào thân cọ để giảm bớt cái lượng bột vừa lấy. Sau đó mới rắc bột lên móng, như vậy chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn lượng bột của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ quét một lớp liquid số 2 lên bề mặt móng và nhớ là phải cách cuticle một cọng tóc nha các bạn nhé. Và với cái màu tím này thì chị An sẽ tạo ombre ngay phần đầu móng. Vì thế, chị An sẽ cầm móng nghiêng một góc 45 độ và chúi móng ngược lên thế này đây, các bạn để ý nhé. Cầm móng ở tư thế này thì vẫn sẽ không làm gây khó chịu hay là mỏi tơi đâu, các bạn đừng lo nhé. Các bạn nhớ là ở cái thao tác rắc bột này, chúng ta phải tắt quạt chứ nếu không là lượng bột của chúng ta sẽ bay đi hết nhé. Và các bạn chỉ dùng cọ rắc bột ở phần trên, phần đầu móng thôi. Đừng có rắc hết cả móng thì chúng ta sẽ không còn hưởng ombre nữa đâu. Hãy nhớ là sau khi chúng ta đã dùng cọ rắc phần bột tím ombre rồi thì đừng quên là nhúng nguyên móng vào hũ bột màu hồng lại lần nữa, thì chúng ta đã tạo xong hiệu ứng ombre cho móng rồi đấy. Và chị An sẽ lặp lại thao tác này cho 4 móng còn lại. Tuy nhiên sẽ có một dành ra một chút ít cho cái ngón áp út, là chị An sẽ phối thêm màu kim tuyến để cái ngón áp út của mình sẽ nổi bật hơn. Vậy là chị An đã vừa xong cái bước là phối màu ombre rồi các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn mỗi cái ngón áp út là phối kim tuyến nữa thôi. Và thường thì móng ombre chúng ta sẽ chia làm 3 phần đúng không chị? Chúng ta sẽ có phần trên của móng là phần cuticle, phần giữa móng là phần giao thoa giữa hai màu và phần đầu móng là phần thứ ba. Thì để mà có cái móng ombre đẹp thì cái phần giao thoa giữa hai màu chúng ta sẽ cho màu càng nhạt thì càng đẹp đúng không chị? Và chị ơi, chắc là bây giờ mình sẽ đến với phần phối màu kim tuyến của ngón áp út đúng không chị? Các bạn thân mến, với ngón áp út này thì chị An sẽ phối màu kim tuyến LDS 148 các bạn nhé. Và đừng quên là chúng ta cũng phải quét một lớp liquid số 2 lên bề mặt móng và cách phần cuticle là một cọng tóc các bạn nha. Và lần này chị An sẽ tạo ombre ở phần móng gần cuticle, cho nên khi chúng ta cầm móng thì chúng ta sẽ nghiêng 45 độ, nhưng thay vì chúi lên lúc nãy thì chị An sẽ cầm móng và chúi xuống như thế này đấy các bạn.
Dùng cọ Ombre LDS lấy một lượng bột kim tuyến vừa phải, chị An sẽ tập trung rắc bột vào phần móng gần cuticle, sau đó di chuyển móng qua lại để tạo hiệu ứng đậm nhạt. Vậy là chúng ta đã có thêm một cách phối màu Ombre nữa rồi. Sau khi hoàn thành được cái phần phối kim tuyến cho má út thì chị An sẽ dùng cọ để một lần nữa phủi lần lượt 5 móng, phủi lên những cái lớp bụi thừa trên móng các bạn nha. Và các bạn cũng quét một lớp liquid số 2 lên bề mặt móng và cách phần cuticle một cọng tóc. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nhúng nguyên móng vào hũ bột clear. Chúng ta thực hiện thao tác vừa rồi cho cả 4 móng còn lại. Dùng cọ để lần lượt quét những cái lớp bột thừa trên cả 5 móng các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là bước làm cho móng đẹp hơn nào. Đó là chúng ta sẽ dùng chai liquid số 3. Đó là chúng ta sẽ quét một lớp liquid số 3 lên hết bề mặt 5 móng cho tới khi lớp bột khô lại thì thôi. Sau khi quét lớp liquid số 3 thì chúng ta sẽ tới bước tiếp theo là bước mài dũa buffer cho móng gọn và đẹp hơn các bạn nhé. Sau đó rửa sạch tay và phủi hết bụi bám trên móng. Xong rồi quét thêm một lớp liquid số 3 nữa cho 5 móng. Các bạn chờ khoảng 30 giây cho nước liquid khô. Xong rồi các bạn chỉ việc quét thêm 2 lớp liquid số 4 nữa để tạo độ bóng cho móng nhé. Vậy là đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Hiện tại thì Nguyên đã có trọn bộ móng thật là đẹp để tung tăng vào mùa hè này rồi. Và thêm một thông tin mà em cực kỳ yêu thích nữa, đó là bộ móng này của chúng ta sẽ giữ được trong 3 tuần lận. Và ngày hôm nay em đặc biệt cảm ơn chị An vì đã là mang đến một bộ móng tay cực kỳ ưng ý cho em. Cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì đâu em. Và các bạn ơi, đừng quên là hãy để lại những câu hỏi nếu các bạn có những thắc mắc về các thao tác cũng như các sản phẩm của Love Business nhé. Và các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp thật là nhiệt tình nhất. Các bạn ơi, hiện tại Love Is Deep đang có một chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn trong tháng 6 này. Thay vì giá của mỗi hũ là $14 và giá nguyên line 165 màu là $2,310, thì khi các bạn mua trong tháng 6 này, mua nguyên line thì giá chỉ còn $1,999 mà thôi. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được vô vàn những phần quà hấp dẫn khác. Đầu tiên là 9 hũ bột màu kim tuyến 2 ounce một hũ, 2 set liquid mỗi set 4 chai và 2 bảng màu nhúng bằng bột Love Is Deep. Thật tuyệt vời phải không nào? Và các bạn thân mến, nếu các bạn muốn order hàng giá tốt, hãy liên hệ hotline của DTK Nail Supply, đơn vị phân phối độc quyền của Love Is Deep. Và số hotline sẽ được hiển thị trên màn hình 1-800-396-1060. Và nếu như các bạn thấy video này hấp dẫn, hãy like và share cho các bạn bè của mình cùng biết. Và chúng tôi tin chắc rằng các bạn bè của bạn cũng sẽ rất tò mò và yêu thích các video của Love Is Deep. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, Nguyên và chị An xin phép xin chào tất cả các bạn ở những video lần sau.